Chắc hẳn bạn chưa bao giờ thấy bất kỳ sự kiện ngoài đời thật nào kỳ lạ thế này. Vào năm 2012, một phóng viên đang phỏng vấn một nhóm nhạc sĩ đường phố ở Pensac, Nga, thì một ông già bất ngờ xuất hiện khi đang đi xe đạp. Cư dân mạng cho rằng đây là bằng chứng của việc du hành thời gian và cho rằng ông già đã đến hiện trường thông qua một cánh cổng hoặc lỗ sâu. Nếu chúng ta cải thiện chất lượng của video này thì sự thật sẽ được phơi bày. Các bạn có để ý rằng thực ra ông lão đi xe đạp đang quay đầu xe. Ông lão chỉ vô tình bị chặn lại, vì vậy khi ông già bước ra vào đúng cảnh quay, mọi người ở đây đều không khỏi ngạc nhiên. Khi chiếc ô tô màu đen đang rẽ, một chiếc ô tô không biết từ đâu xuất hiện và suýt gây ra một vụ va chạm. Đoạn video này thực sự quá ao diệu. Dù quay chậm cũng không thể biết được chiếc ô tô đó từ đâu lao ra. Cư dân mạng gọi chiếc xe này là xe ma sau khi xem video. May mắn thay trên thế giới không có xe ma. Khi chiếc xe màu đen đang qua, chuyển động của hai chiếc xe hoàn toàn đồng bộ. Điều này giống như video chiếc ông già đi xe đạp. Nguyên nhân là do góc nhìn bị chặn.